Kính chào các bạn, ngày hôm nay mời các bạn xem bản tin Đại hội 13 Nguyễn Phú Trọng bám ghế dẫn đường lên chủ nghĩa xã hội. Có lẽ thành công tốt đẹp là cụm từ mô tả về kết quả được thấy trước trong diễn văn bế mạc của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13. Và ngày hôm nay, kết quả bầu ra các ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục ở lại. Đó không chỉ là truyền thống mà hơn thế còn được thấy truyền thông nhà nước đưa tin về đại hội, trong đó có những phát ngôn gây chú ý của một số lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội 13 đã tận dụng thành tích trong nhiệm kỳ để củng cố tính chính danh của Đảng. Hơn thế, việc tuyên truyền thái quá bộc lộ căn bệnh của chế độ chính là bệnh thành tích. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, và ông cũng đã có tên trong danh sách tiếp tục ở lại khóa 13 tới đây. Điều đó không những không che giấu được sự căng thẳng về chuyển giao quyền lực mà còn gây hiệu ứng ngược và băn khoăn việc liệu logic toàn trị chi phối tư duy chính sách trở lại mạnh mẽ hơn hay không. Sau nhiệm kỳ 12 bất ổn về kinh tế vĩ mô và thể chế trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng và nghiêm trọng trên toàn thế giới, những gì mà Việt Nam đạt được cho rằng là thành công. Tuy nhiên, đột nhiên trong thời gian này cũng bùng phát dịch bệnh với số lượng tăng rất nhanh chóng mặt. Trước hết về mặt kinh tế, theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, với tăng trưởng kinh tế 6,8% vào năm giai đoạn 2016-2019, Việt Nam nằm trong 10 quốc gia tăng trưởng cao nhất. Vào năm 2020, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam đã thực hiện được cho rằng thành công mục tiêu kép trong phòng chống dịch và duy trì tăng trưởng kinh tế đạt 2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm trung bình đạt 5,9% một năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ. Hơn thế, chất lượng tăng trưởng được cải thiện đồng thời với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo cân đối lớn của nền kinh tế. Mặc dù vậy, nếu chúng ta quan sát bên ngoài, sẽ rất nhiều các doanh nghiệp phá sản và đóng cửa thời gian này. Tiếp đến, những kết quả phòng và chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán trước đây với chi phí thấp, huy động nguồn lực đối phó và khắc phục thảm họa, bão lũ, núi lở ở miền Trung đã làm nổi bật thế mạnh của chế độ này, sự năng động của chính phủ trong những tình huống khẩn cấp, tinh thần tương thân tương ái, cộng đồng và cho phép Việt Nam giữ vị trí ngôi sao sáng tại khu vực, theo bình luận của báo chí nước ngoài chia sẻ. Một trong những thành công có thể đã tạo ra ấn tượng quan trọng cho nhiệm kỳ 12 là chiến dịch chống tham nhũng không vùng cấm. Ngoài mục đích tập trung quyền lực chỉnh đốn đảng, còn phần nào giảm bớt sự bức xúc của xã hội trước quốc nạn nghiêm trọng này. Tuy nhiên, với số lượng đảng viên hơn 5 triệu người và số lượng được đưa ra xét xử rất ít, điều đó nói rằng bộ máy của Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới. Trong đó, Bộ Chính trị đã kỷ luật có 11 cán bộ đảng viên, với 2 ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên ủy viên Bộ Chính trị, 4 ủy viên Trung ương, 2 ủy viên Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương và 2 thứ trưởng Bộ Công an không phải là ủy viên Trung ương. Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật 41 cán bộ đảng viên, trong đó có 12 người nguyên là ủy viên Trung ương Đảng. Và phải chăng Đảng Cộng sản Việt Nam đã sợ tham nhũng sẽ làm sụp đổ chế độ? Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị khởi tố vì mục tham nhũng vào hôm 16 tháng 12 năm 2020. Đây là vụ án nổi trội trong thời gian gần đây. Khái niệm về những thành tích nêu trên cho thấy những thách thức đối với chế độ liên quan chặt chẽ với nhau về kinh tế và chính trị. Chống tham nhũng được ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sử dụng tối đa như một công cụ hữu ích để làm trong sạch bộ máy của Đảng và gia tăng tính chính danh, đồng thời cũng là cách thức Đảng loại bỏ những quan chức tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng, đường lối lãnh đạo có thể tạo phe phái, gây chia rẽ trong nội bộ và thậm chí có thể lật đổ chế độ này bất cứ lúc nào. Bởi vậy, cuộc chiến chống tham nhũng phục vụ cho chế độ, qua đó hình ảnh đội ngũ lãnh đạo Đảng, trong đó có vai trò người đứng đầu, được làm nổi bật hơn, đó là bệnh thành tích. Và cũng không hẳn vì vậy mà chúng ta quên được những câu Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tuyên truyền cho các thành tích của mình. Cảm tưởng về những thành tích đã đạt được không hề xấu nếu được nhân trân trọng và sử dụng để làm động lực thúc đẩy, nhưng nếu bị phóng đại có thể gây chú ý, chứng tỏ công lao hay khoe khoang năng lực, che đậy những khiếm khuyết, không thừa nhận yếu kém và sự thiếu trách nhiệm, thì căn bệnh thành tích phát tác sẽ là không thực tế khi sự hồ hởi quá mức về thành tích kinh tế
trong điều kiện thế giới đang vật lộn với đại dịch nghiêm trọng và kéo dài khủng hoảng kinh tế và trật tự thay đổi bước ngoặt. Ở Việt Nam cũng không có báo chí độc lập, và đương nhiên tất cả những người nào viết chống lại đường lối của Đảng đều bị bắt hoặc cầm tù. Và chiến dịch chống tham nhũng đang bộc lộ những căng thẳng trong chuyển giao kiểm soát quyền lực của bộ phận không nhỏ quan chức ngày càng suy thoái và không hề tin tưởng vào Đảng Cộng sản. Mới đây, vào ngày 27 tháng 1 năm 2021, trong thời gian diễn ra đại hội lần thứ 13, thì sự bùng phát đợt đại dịch lần thứ 3 buộc chính phủ phải ban hành chỉ thị 05 phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh, Hải Dương, đóng cửa sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, Hà Nội đã báo động đỏ và kích hoạt tình trạng COVID-19 ở mức cao nhất, đang gây thử thách năng lực chế độ thêm một lần nữa. Đây là hình ảnh toàn cảnh thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương với hơn 220.000 dân đã bị phong tỏa bắt đầu từ 12 giờ ngày 28 tháng 1 năm 2021 vì dịch COVID-19 bùng phát. Tuyên truyền luôn mang màu sắc chính trị, cũng dễ hiểu khi những cụm từ mang tính khẩu hiệu như ngọn cờ cải cách được phất lên, hoặc nhân sự đại hội và hồng phúc dân tộc, hoặc là Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt bứt phá, hoặc là đất nước đã bước vào giai đoạn mới, vân vân. Trên các phương tiện truyền thông và nhà nước, và chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều những cầu trào với khẩu hiệu khắp nơi loè loẹt khắp Việt Nam, từ Bắc đến Nam. Khát vọng về một Việt Nam hùng cường về công nghiệp và thu nhập với mốc thời gian năm 2025-2030 và 2045 được tô đậm, như mục tiêu về thu nhập trong chiến lược 2011-2020 đã không đạt được và phải đánh giá lại thấp xuống. Đây cũng là hình thức mà các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hay tuyên truyền, cuối cùng họ không làm được. Vị Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khi trả lời phỏng vấn báo chí bên hành lang Đại hội 13 vào ngày 27 tháng 1 đã phát biểu như sau. Hai vấn đề lớn của văn kiện trình đại hội lần này về mặt lý luận là nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của người dân với vậy quan điểm là dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả của sự phát triển, đấy chính là chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Việc ông khẳng định đó là mô hình đặc biệt, chưa có tiền lệ trong lịch sử, khiến cho nhiều giới nghiên cứu băn khoăn. Và ngay cả việc bầu cử trong đại hội đảng thì người dân cũng không hề biết, mặc dù đảng luôn nói dân biết, dân bàn, dân đảng và dân kiểm tra. Hơn nữa, vị lãnh đạo này cho rằng cần phải bảo vệ công tác tư tưởng khi chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá chúng ta, vì chúng chưa bao giờ từ bỏ âm mưu chống phá chúng ta. Thực tế, đối với người dân trong nước, chính quyền luôn răn đe bằng biện pháp bắt giữ và kết án các nhà bất đồng chính kiến. Và số vụ bắt giữ tăng lên hàng ngày, hàng giờ tại Việt Nam. Và quốc tế đã chứng kiến điều đó trong thời gian vừa qua. Mới đây, vào ngày 21 tháng 1 năm 2021, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết lên án vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, trong đó kêu gọi nhà cầm quyền phóng thích các nhà hoạt động nhân quyền và ba nhà báo tự do bị kết án từ 11 đến 15 năm tù giam, cùng tất cả những người khác bị giam cầm và kết án chỉ vì hành xử quyền tự do ngôn luận của mình. Nghị viện châu Âu cũng đã lưu ý về ảnh hưởng tiêu cực của vụ việc đến thực thi các hiệp định đầu tư và thương mại tự do mới được ký kết giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam. Tuy nhiên, liệu Việt Nam có nghiêm túc hay không, đó là câu trả lời chúng ta còn phải chờ đợi. Và Đảng Cộng sản Việt Nam thường nói một làm, đằng làm một nẻo. Đây là hình ảnh các nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, Nguyễn Thường Thụy và Lê Huy Minh Tuấn trong phiên tòa vào hôm 6 tháng 1 năm 2021. Tư duy chính sách. Cách thể hiện của tư duy chính sách là logic toàn trị. Nó về cơ bản không thay đổi từ thời chiến rằng chỉ trong thời kỳ khủng hoảng, Đảng mới nới lỏng sự kìm kẹp của mình, nay cho phép kinh doanh tự do, dường như có cơ hội để thể hiện trong dịp Đại hội 13 của Đảng. Trong lịch sử của Xô Viết, sau nội chiến ở Nga vào đầu thế kỷ 20, Vladimir Lenin, lãnh tụ của cách mạng tháng 10 vào năm 1917 đã đề ra là chính sách kinh tế mới, cho phép sử dụng các cơ chế kinh tế tư bản, kêu gọi đầu tư tư bản trong nước và nước ngoài trong sự kiểm soát, dẫn hướng của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Như đã biết, chính sách này là cứu vớt nước Nga từ bờ vực phá sản về kinh tế sau nội chiến và là tiền đề để Stalin thực hiện công nghiệp hóa sau này. Dưới sự lãnh đạo của Stalin, Liên Xô đã công nghiệp hóa trong một khoảng thời gian ngắn chưa từng có, khoảng 20 năm, trong khi nước Anh cần 200 năm để trở thành một nước công nghiệp. Nước Mỹ cần 120 năm, Nhật Bản cần 40 năm. Tuy nhiên, cơ chế kế hoạch hóa tập trung đã không thể bền vững trong điều kiện cạnh tranh toàn cầu hóa.
nhiều nhà nghiên cứu cho rằng logic toàn trị như trên vẫn chi phối tư tưởng của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường. Thuật ngữ kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và ý chí người Cộng sản vẫn còn được nhấn mạnh trong các văn kiện của đại hội, mặc dù duy ý chí không có chỗ đứng trong tư duy các chính sách thị trường và trong bối cảnh toàn cầu hóa. Và điều này cũng chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng, thực ra ông cũng đã thời gian ra nước ngoài, đó là sang Liên Xô, và chỉ làm luận án về phó tiến sĩ xây dựng đảng mà thôi. Bây giờ ông là người đứng đầu đảng và nhà nước. Và liệu bệnh thành tích và sự duy ý chí có khiến logic toàn trị chi phối tư duy chính sách trở lại mạnh hay không? Quan tâm về đại hội đảng lần thứ 13, chỉ số trên mạng xã hội đã nói lên thực tế điều đó. Đây là hình ảnh đoàn chủ tịch biểu quyết thông qua chương trình làm việc của đại hội đảng lần thứ 13. Vào hôm 25 tháng 1, cụm từ đại hội đảng 13 đã đứng đầu top trending, hay còn gọi là xu hướng tìm kiếm của Google với hơn 20.000 lượt tìm kiếm. Tuy nhiên, sang ngày khai mạc, từ khóa đại hội đảng đã không còn trong danh sách xu hướng tìm kiếm của Google nữa. Đến ngày 27 tháng 1, thông tin tìm kiếm về Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang đứng thứ 5 trên 25 trong danh sách tìm kiếm phổ biến nhất, đứng sau phim Việt Nam, xem phim Việt Nam hoặc Covid Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Vì sao sự kiện lớn có liên quan đến lớp lãnh đạo điều hành đất nước nhưng lại không được người dân quan tâm đến như vậy? Chị Nguyễn Thị Hải hiện đang sống tại Sài Gòn thì bày tỏ như sau: dân Việt Nam họ không quan tâm đại hội đảng lần thứ 13 hay gì, đi bầu thì cũng chỉ là xã phường, xã chứ có được lên trung ương đâu. Trong thực tế, chị Hải cho biết những thông tin về giải trí xã hội hiện đang là vấn đề được người dân quan tâm nhiều hơn chính trị. Chị đã đưa ra bình luận của mình như sau: nói chuyện chính trị ở Việt Nam gần như là bị cấm. Chuyện như bữa nay thằng đó quen con đó hay tung clip khiêu dâm còn nói được, chứ nói chuyện về chính trị thì đụng tới người ta sẽ nói thôi để cho đảng và nhà nước lo. Cứ nói giết, một người nói không sao mà 1.000 người nói từ ngày này qua ngày khác, cứ du giết như vậy thì mọi người quen với chuyện để đảng và nhà nước lo là đúng. Đài tiếng nói EFA đã liên lạc với tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nhà hoạt động xã hội dân sự đang sống tại Hà Nội vào tối ngày 27 tháng 1. Ông cho biết như sau: tôi đang ở quê và chiều nay tôi có đi ăn cỗ rất đông, không thấy người nào nói về đại hội đảng một câu nào. Theo quan điểm cá nhân, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga bình luận như sau: bởi vì người ta thấy rằng người ta quan tâm cũng chẳng được gì và cũng chẳng ảnh hưởng đến đại hội. Tôi nghĩ đấy là một dấu hiệu hết sức đáng buồn và đáng lo ngại. Tuy rằng trong các phương tiện truyền thông chính thống nói nhân dân rất hăm hở, háo hức, theo dõi, hoan nghênh đủ thứ. Và cuối cùng thì kết quả ngày hôm nay chúng ta lại chứng kiến hai người là trường hợp đặc biệt đã được ở lại khóa 13, đó là ông Nguyễn Phú Trọng, tuổi đã 77, rất già nua và yếu ớt, và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục là những người lãnh đạo bảo thủ trong thời gian tới với hơn 100 triệu dân Việt Nam trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, đại hội 13, Nguyễn Phú Trọng bám ghế dẫn đường lên chủ nghĩa xã hội. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.